Xin chào các bác nha. Hôm nay mình tiếp tục đi săn hàng ở mấy cái đập ở Đắk Lắk nha các bạn. Cá lên cá rồi. Chắc 2 ký nha. Đồ. Đây con cá mới lên đây các bác. Con cá này cá chấm cỏ nha. Lên cá, lên cá. Đấy, chụp đi. Mấy con rồi kìa. Con cá gì, con cá chim ấy. Rồi, phi, nó phi. Phi với chấm hả? What the fuck. Về. Em chắc về luôn thôi chứ ở đây gì nữa. Đó. Một con phi với một con chấm nữa. Chấm này khủng nhờ. Con này cá chấm à? Con này ông Nam mới lên hàng nè, mới lên hàng, mới lên cá con. Xuống quay thế nào? Cái này chắc 6-7 ký 6 ký á. Bỏ xuống nước sống con nha. Ở đó là nó có chết rồi. 5 con lận mà 5 con như vậy á. Mà... nói chung trong bên đó cũng quá đã rồi, nhiều cần nè. Đây giò cá đây, đây cá gì, đây còn cá giết à. Ghê thật. Lên cá lên. Đấy. Ngang cá ra nó mới thấy. Để con cá lại. Đó. Không, để thấy người đó, đó. Rồi. 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 Đấy, cò. Nâng cá lên, nâng cao lên luôn. Nâng đi. Nào hai thằng nhỏ nữa nâng cá lên coi. Thằng đầu thằng đuôi. Sao thằng nào cũng nhát vậy? Đói quá rồi mà. Rồi. Đứng đấy. Anh hồi vô công với giá trị giữa người. Người nào đùa lùi xuống hô thì người đó công với giá trị được chứ. Bây giờ về thôi các bạn. Hồi nãy mình câu ở cái đập này nè. Nhưng mà ở cái góc ở cút dưới đằng đây nè. Đó, bây giờ lên xe thu đồ xong hết rồi, giờ chỉ có về thôi. Cá mình để đây nè. Tạm biệt các bác nha.